Dạ, tôi kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Giờ này thì buổi chiều quý bà cô chú anh. Dạ thì hiện tại thì Tiết đang qua bên nhà chỗ mà chăm cứu và đắp thuốc của anh Cường bên đây nè. Thì hôm nay thì Tiết thay mặt một anh ẩn danh đến để mà trao cái tiền thuốc cho anh Cường nha. Dạ. Nhạc hát lớn quá không có dính không? Đắp hồi nào chị? Mới đắp thì đó con. Mới đắp hả? Dạ. Rồi mấy bữa nay rồi anh Cường mấy sao rồi ạ? Bữa nay thì đỡ đỡ. Đỡ hả? Nhưng mừng phần bớt chừng 3 phần à. Chân cẳng rồi mình dở lên được chưa? Được. Bác sĩ kêu làm từ từ. Đi được chứ? Đi dọc dọc 1-2 bước được. Như bước về bước tới trong cây được. 1-2 bước thì được ha. À. Còn mà bước xa quá là chưa được ha. Đã. Ủa rồi mặt mày mình dán vậy? Ta chăm cứu á. Mới thì chăm cứu dán thuốc. Mình chăm cứu xong là mình phải dán như vậy đó hả? Dán theo mấy cái động mạch. Dán theo mấy cái mạch. Vậy đó hả? Cho máu nó lưu thông. À. Hồi nãy em đâu biết đâu. Ta chăm cứu mình ta dán á. Vậy hả? Ta biết mấy cái mạch đó ta dán. Nó tại máu anh nó sẽ muốn đông. Mạch máu không biết đâu lại đồng đặt lại á. Bữa hổng cũng làm dắt tối đâu mà rồi cái này khách quá rồi ổng lên đánh ổng coi ta làm rồi đã làm trong giờ đã làm như thế cái làm không kịp 8 giờ đêm luôn tối vậy đó hả? Nhiều khi làm buổi tối luôn 8 giờ đêm. Dạ vậy là hổng gài anh ngủ đồ cũng được ha. Cũng được cũng được cũng được bữa được bữa không. Dạ nó vô nó chỉ đầu tiên nó cô đi nóng rồi bắt đầu chuyện nước luôn. Vậy là mình có chuyện nước biển luôn hả? Có chuyện gì? Chuyện nước biển. Có chuyện nãy nữa đó. Ngày nào bác sĩ luôn. Ngày nào lên nha. Vậy hả? Vừa chích vừa đắp thuốc rồi vừa chăm cứu luôn. Ông tổng thấy đồng nghiệp đâu lên chuyện nước. Dạ. Vậy hôm nay thì có một anh này ảnh ẩn danh nha. Ảnh gửi cho anh Cường đó là 2 triệu tiền thuốc. Ông thứ mà thứ hai thì bác sĩ kêu đi lấy kết quả coi nó sao. Bộ mình mới chụp rồi hả? Không, chưa thứ hai tuần này nữa. Thứ hai tuần này mới đi rồi. Bác sĩ kêu mình đi chụp em gai vậy hả? Chụp lại. Dạ. Có kết quả ra sao? Cho coi cái nó bớt chưa? Nó bớt nhiều chưa vậy? À, vậy là kêu thứ hai này đó là mình đi với mình chụp. À. Chụp cái đó khoảng nhiêu tiền anh? Nếu mình đi ngoài 3-4 triệu đó. Gai á. Chụp cái đó hả? Đủ chưa? Em cũng nhớ lúc trước thì có người nói mà em cũng quên rồi không biết nó mà biết trong cái lưng nó nhiều nó rõ hơn còn dạ. Mình chụp ghé tiền thì nó không có rõ không. Dạ. Vậy là bác sĩ yêu cầu mình chụp rồi đem cái kết quả về cho bác sĩ xem cho ông coi. Dạ dạ. Nãy không được nói gì. Dạ. Thẩm gài là làm bác sĩ này chị anh là được bao lâu rồi ta? Cũng nửa tháng rồi. Hai tuần mấy rồi? Hai tuần. Dạ. Ông lại xuyên suốt luôn nha. Dạ. Nhiệt tình luôn. Dạ. Khổ mà chích hai bữa lấy tiền bữa. Nhét vô túi cũng chịu lấy nữa. Dạ. Chích là hai ngày lấy ngàn lấy thuốc ngày hả? Tiền ngày. Chị này 2 triệu nè chị. Cảm ơn. Anh ẩn danh. Cảm ơn anh ẩn danh cho tiền bữa thứ hai này là đi chụp em gai cho ông chồng rồi nha. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Yeah. Chụp đi rồi coi coi kết quả làm sao rồi có gì cho em hay chứ. Dạ. Dạ. Ông cũng chồng kết quả không thấy chứ. Dạ. Coi có giảm nhiều không giảm gì không. Dạ. Nó giảm được cũng mừng nữa. Dạ. Đi chụp lại đi coi có món giảm gì không là đi thuốc khác. Dạ. Không giảm nó thì mình đổi thuốc. Giảm rồi đổi thuốc á. Dạ. Vừa luôn. Từ dưới người ta chạy lên đây mỗi ngày nữa. Thấy mọi người chạy lên mỗi ngày. Anh Cường hồi nào giờ có ăn chay được không? À. Ăn chay được. Ăn được không? Được. Ăn vẫn được ha. À. À, mình ăn nhiều ngày được không? Chỉ 4 ngày thôi. Vậy hả? Dạ. Vậy là mình cũng dự định nó là ăn ăn cơm luôn ha. Dạ dạ. Dạ.
chừng 10 phút ở đầu nó chở mình nữa. Kia vô hai chai bên em vô chai nó phù già luôn. Dạ vậy thôi anh Cường nghỉ ngơi ha, em lên phép về về cho mệt. Cảm ơn nhiều. Dạ thì em cảm ơn anh và anh Khang rất là nhiều. Dạ chúc anh luôn luôn làm việc sức khỏe, luôn luôn thành công và mở nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ muốn biết là cho tôi gửi lời chúc sức khỏe là cảm ơn chúc và luôn luôn làm việc và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ về mến kênh tôi. Dạ xin chào.